xin chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình mình là phú đây thì uh, mình có nhận được một số cái comment cũng như là inbox của một số bạn gửi về cho mình các bạn uh, đang bị uh, một cái lỗi đó là khi mà các bạn khởi động máy tính lên á thì nó hay bị uh, uh, báo những cái lỗi thiên về uh, uh, bios thường là các bạn là uh, không vào được trong bios cũng như là uh, những cái lỗi mà uh, cái bios nó báo lỗi ra và các bạn sẽ không thể bỏ được cái lỗi này. Thì cái lỗi này á thường thường là chúng ta sẽ phải update lại cái BIOS, có nghĩa là chúng ta phải chạy lại cái chương trình, cái firmware cho cái con BIOS của chúng ta đó. Thì nó mới khắc phục được cái lỗi này. Thì cái việc thao tác mà để mà chúng ta gọi là update BIOS á là có hai ý nghĩa. Một là chúng ta sẽ nâng cấp cái BIOS chúng ta lên một cái phiên bản mới, có nghĩa là sản xuất người ta sẽ viết ra những cái uh, firmware hay còn gọi là cái phần mềm cho con BIOS này để giúp nó có thể làm được một số cái tạo uh, tác khác, cái tác vụ khác tốt hơn hoặc là để sửa lỗi hoặc là chúng ta có thể dùng để chúng ta uh, sửa lỗi uh, BIOS của máy tính chúng ta thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm này như thế nào nhé. <laughs> Thì để uh, update BIOS đó, chúng ta sẽ làm như sau này đầu tiên các bạn uh, sẽ sử dụng một cái uh, phần mềm có tên là uh, CPU-Z yeah, CPU để chúng ta kiểm tra cái thông tin phần cứng cho nó dễ. thì à, cái phần mềm cpu z này á, các bạn có thể là à, lên trên mạng download về hoặc là các bạn à, sử dụng trong những cái đĩa hai lần boot á, thì mình sử dụng trong cái đĩa hai lần boot. ở đây mình có sẵn cái đĩa hai lần boot này. mình mở cái menu ra. đây. thì à, mình sẽ vào cái mục à, program này các bạn. program này thì à, mình sẽ chọn cái mục là system information này. thì ở đây nó có mục là cpu z. đây CPU -Z, ha. À thì nó sẽ khởi động phần mềm lên. Thì đây chính là cái giao diện của phần mềm CPUZ này các bạn. Rồi, thì trong cái giao diện của phần mềm này á, các bạn sẽ vào trong cái mục à uh, mainboard như mình ha, mainboard để các bạn kiểm tra này. Thì các bạn nhìn thấy đây, ở đây mình có một cái máy à uh, bắp thôi. Cái máy của mình nó sử dụng cái mainboard của hãng Gigabyte. Nó có cái model là À, GA MA 790 GB DS 4H và các bạn à, quan tâm mà nhiều nhất là cái phần mà BIOS này các bạn đây, các bạn nhìn này cái BIOS của mình nó đang ở cái version là F6 và nó được viết vào ngày 16 tháng 9 năm 2009 ha thì à, mình sẽ biết được cái thông tin này bây giờ các bạn sẽ mở trình duyệt lên à, các bạn à, sẽ vào Google này, các bạn search đúng cái mô đồ cái men các bạn ví dụ như mô đồ mình là ga ma à, gb ma bảy chín đây của mình đã mình đã sẵn sẵn rồi đây này ga ma bảy gb ds 4 h ha rồi enter rồi mình sẽ click này nó sẽ chạy vào cái trang chủ của nó luôn thì đây các bạn nhìn đây đây chính là cái men của mình đang sử dụng ha cái mainboard này của mình nó sử dụng à, à, cái con à, AMD chứ nó không phải sử dụng à, CPU của Intel nó sử dụng CPU của AMD ha rồi thì à, ở trong cái à, này các bạn sẽ vào trong cái mục mà support ở đây này support hoặc là cái mục mà hỗ trợ đấy nếu tiếng việt là hỗ trợ thì nó tùy theo hãng ha thì à, cái hãng của mình là hãng Gigabyte cho nên mình sẽ vào cái mục ở đây là support ở đây rồi trong cái mục support này ấy nó sẽ cho chúng ta download ha, download này. Thì trong mục download này các bạn sẽ chọn à uh, download này nó sẽ cho chúng ta là download cái driver luôn ha, tất cả driver. Uh, driver âm thanh, driver chipset các màn hình đủ thứ các kiểu trong này. Rồi thì uh, mình sẽ uh, chọn ở đây. Ví dụ như uh, các bạn sẽ chọn đúng cái hệ điều hành các bạn sử dụng. Ví dụ như mình đang sử dụng hệ điều hành Win 7 64 bit thì mình sẽ chọn là Win 7 64 bit ha. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ tìm đến cái mục mà bios ở đây này, đây mình sẽ bấm vào đây. thì các bạn nhìn này, cái bios của mình á, lúc nãy mình kiểm tra ở đây, thì cái bios của mình á, nó đang là F6 version, đây version đây, các bạn nhìn này version, version F6 và nó uh, sản xuất ngày 16 tháng 9 năm 2009, đúng này các bạn nha, đúng thông tin này. và cái bản mới nhất bây giờ nó là bản F7i, F7i. Bản này nó sản xuất ngày 24 tháng 12 năm 2010 thì thực sự là lâu lắm mà mình cũng không có update BIOS nữa do là vẫn không có nhu cầu cho nên mình cũng không có update và cái bạn này cái bạn này của mình nó đang là cái bản beta nếu như cái bạn cái bạn mới nhất này, nó là cái bạn beta cho nên là mình cũng không có muốn update làm gì thường thường cái bản beta là cái bạn thử nghiệm thôi cho nên mình không muốn update lên còn cái bạn mình đang sử dụng nó là cái bạn chính thức luôn thì hôm nay mình sẽ làm sụt bật mình download cái bản beta này về mình update lên để chia sẻ cho các bạn xem ha thì các bạn đừng có lo lắng nếu như các bạn update thành công thì các bạn có thể quay trở lại các bạn này cũng ok luôn không có sao hết chứ không phải là update lên bản này rồi không quay lại bản này được ha các bạn muốn quay trở lại bất cứ lúc nào cũng được hết đó rồi bây giờ mình sẽ download cái bản này về đây link đây mình sẽ download ở cái link Asia đi châu Á này Rồi giờ cái internet download này nó bị à uh, lỗi rồi. Không sao. Rồi, ấn download luôn. Mình ấn download đây luôn hả start download đi. Rồi open folder. Đây thì sau khi mà download xong ấy, mình sẽ có được một cái file 7 zip đây này. này. Đấy, 7 zip này, mình cứ để yên đây ha. Rồi để yên đây. Rồi tiếp tục mình sẽ quay trở lại mình nói về cái việc mà update BIOS thì để update bios đấy chúng ta sẽ có hai cách một là chúng ta sẽ update trực tiếp trong windows hai là chúng ta sẽ update trong dos trong hệ điều hành dos hoặc là trong bios ha thì để cho cái việc update bios được dễ dàng và thân thiện với người dùng thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách update trong windows trước ha update trong windows trước còn cái phần kia thì à, lúc khác mình sẽ chia sẻ các bạn bởi vì cái cách đó nó làm hơi phức tạp và nó rất là dễ À, bị hư hỏng. Rồi đầu tiên để update BIOS đấy, các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm, à, cái phần mềm này thường là nó đi kèm theo cái driver, cái driver của hãng mà mình bò các bạn. Thì các bạn sẽ lấy cái uh, driver của hãng mà mình bò các bạn nhé. Đây này, đây là cái driver của mình, mình sẽ cho vào. Rồi. các bạn chờ một xíu nha đây đây mình sẽ lấy cái driver của mình ra mình cho nó auto play lên đi à, tắt này đi. tắt auto đi mở ra nó sẽ có cái phần là um, utility utility uh, gigabyte rồi, à, BIOS ha các bạn ha, BIOS đây. Đây, thì mình sẽ cài cái phần mềm BIOS này vào. Cài đặt phần mềm BIOS này vào nhé. Thì tùy theo cái men bo các bạn sử dụng thôi, các bạn sẽ lấy cái, cái đĩa driver các bạn để các bạn cài cái phần mềm này vào. Phần mềm nó tùy theo hãng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở phần mềm BIOS nó lên. À, chia BIOS rồi đây chính là cái giao diện chính của phần mềm mà uh, bioot uh, mainboard của mình đây nha các bạn nha đây giao diện chính đây rồi, các bạn chờ chút xíu để mình đổi cái hình nền này cái cho nó đỡ rối ha nhìn này rối quá đây mình đổi cái hình nền uh, background mình đổi cái uh, cái màu không như này này để nhìn cho nó dễ nhìn nha Rồi. Đây, đây chính là cái giao diện chính của phần mềm uh, update BIOS. Thì các bạn nhìn này, nó sẽ báo cho các bạn biết luôn. Nó báo uh, ở đây ấy, của mình là cái mainboard là cái đồ này. Và đây là con BIOS của mình này, cái version của nó luôn. Cái version của BIOS là F6. Rồi thì đầu tiên ấy, nó sẽ kêu mình là uh, nó có cho một lựa chọn này, update BIOS uh, from server của Gigabyte, có nghĩa là mình upload trực upload uh, update trực tiếp ở trên uh, mạng luôn ha online luôn hay là update từ cái file mình tải về rồi mình sẽ lưu lại cái bài ốt cũ này thì đầu tiên để làm ấy các bạn lúc nào cũng vậy chắc chắn là các bạn phải lưu lại các bạn cũ để lỡ chuyện gì các bạn sẽ bung các bạn cũ ra nha thì đầu tiên mình sẽ lưu bạn cũ lại này đây mình lưu lại mình sẽ chọn cái chỗ để lưu ví dụ như là mình lưu ở desktop đi lưu desktop đi rồi mình ghi là bài os uh, f6 f6 ha rồi xây lại rồi tiếp theo ấy bây giờ mình sẽ chờ cho nó chờ cho nó lưu lại ha cho nó backup backup cái uh, bài cũ lại cũng mất uh, chút ít thời gian ha các bạn chờ chút xíu Thì các bạn nhớ một điều á là khi mà các bạn update BIOS như này á là các bạn không được làm gì hết nhé. Và các bạn phải chuẩn bị sẵn. Nếu mà các bạn sử dụng laptop á thì pin phải đầy trên 50% trở lên các bạn nhé. Còn nếu như các bạn sử dụng máy tính bàn ấy thì phải cẩn thận. Nếu như update BIOS trong quá trình update BIOS mà cúp điện ấy thì máy của các bạn sẽ bị hư luôn nhé. Rồi. Nó sẽ báo là nó backup thành công rồi này. Chúng ta sẽ ấn OK rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn uh, update bios from file tại lúc nãy mình đã download về rồi các bạn nên download về để update các bạn đừng đau, uh, update uh, online nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì nó sẽ không download về kịp nha rồi mở ra mình tìm đến cái chỗ lúc nãy mình download về đấy uh, Đâu rồi em đi download, à compress À, đâu rồi để chờ mình chút xíu để mình coi thử lúc nãy mình download để làm thế nào nhé đây download, à compress. không phải. chờ mình chút xíu để mình coi lại coi xem lúc nãy mình download phải làm thế nào đây open cái này là dễ nhất này, đây nằm ở bên, uh, phần program ha, program này rồi ok sẽ quay trở lại cái này program đây nó sẽ có cái file này này, các bạn sẽ chọn đúng cái file này rồi, các bạn open nó đây thì nó kêu chúng ta là nó muốn cái file mà phải bin nha cái file pin chứ không phải cái file này cái file này của mình nó đang là cái file exe uh, exe này các bạn nhìn thấy không nếu muốn file pin thì bây giờ các bạn sẽ chuột phải cái này các bạn ẩn zip nó ra giải nén nó ra các bạn nhé đây cái này nó đang sử dụng cái file zip thì chúng ta sẽ nhấn ở đây để chúng ta extract nó ra này các bạn này extract nó ra thì uh, mình để đây luôn extract cho nó chạy ra đấy thì sau khi mà chắc ra ấy, thì mình sẽ có được những cái file thế này đây mình để uh, list đi đây mình sẽ có được uh, một cái file auto set rồi flash đây đây cái file này này các bạn file này chính là file bin này đây, các bạn thấy không đấy rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần mềm này ok này đi rồi mình ấn lại nha chọn đây rồi các bạn nhìn này mình sẽ chọn đúng cái file này này chọn đây rồi mình đánh open đấy thì nó sẽ báo là cái màn hình của mình ấy, nó sẽ bị đóng băng khoảng một vài giây để nó update BIOS có nghĩa là nó cái màn hình của mình nó sẽ không có hoạt động thì mình có muốn uh, update BIOS hay không đó nếu như mình muốn thì mình ấn OK ha, ấn OK rồi sau khi mà đã đồng ý thì chúng ta sẽ ấn OK để chấp nhận nha để cho nó bắt đầu nó update này Đó, thì quá trình update sẽ bắt đầu diễn ra nó sẽ chạy cho chúng ta nha khi nào nó chạy hết một trăm phần trăm thì nó sẽ xong thì đây là cái cách update uh, bios dễ nhất nha các bạn nha chúng ta sẽ update trực tiếp trên windows và cái cách làm rất là dễ dàng thôi chúng ta không cần phải uh, sử dụng lệnh gì hết còn nếu chúng ta update uh, trong bios hoặc là từ đốt thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều cái thao tác uh, lần nhằ rồi sắp xong rồi các bạn rất là nhanh thôi thì khi mà trước khi mà ốt mới về chúng ta update ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem tin ha chúng ta sẽ kiểm tra xem cái thông tin của cái bài là nó sẽ hỗ trợ gì cho chúng ta nhé cái bài nó sẽ hỗ trợ gì cho chúng ta nó có cần thiết để chúng ta đào chúng ta chỉ muốn update bài ốt để sửa những cái lỗi của bài ốt không cần quan tâm đến cái thông tin này chúng ta cứ việc download về chúng ta để mình làm demo cho các bạn xem thôi cái cái bạn là các bạn beta thì chắc chắn là nó sẽ không có ổn định bằng ngược trở lại các bạn cũ Rồi thì sau khi mà update xong ấy, nó đã báo chúng ta là update uh, thành công. Thì uh, nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải khởi động mới lại để chấp nhận cái uh, uh, update BIOS này. Thì bây giờ mình sẽ khởi động tính lại ha. Rồi các bạn chờ chút xíu nha. À, các bạn chú ý này nó đã đổi ba ốt rồi nè Đã các bạn thấy là máy mình nó vẫn vào win bình thường ha à, Vẫn vào Windows bình thường Đó, máy tính mình vẫn vào Windows bình thường ha Không có chuyện gì xảy ra hết Thì sau khi mà đã khởi động máy tính lại rồi đó Bây giờ mình sẽ tiến hành là dùng phần mềm CPU Z Để mình kiểm tra lại xem cái bài ốt của mình đã update thành công chưa nhé. Đây, mình sẽ dùng cái phần mềm CPU Z này từ đĩa hai lần bút đây system information CPU Z này Rồi, bây giờ mình sẽ qua một mainboard mình kiểm tra nè. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ cái BIOS của mình đã chuyển sang cái version là F7i. Và cái ngày sản xuất của nó là 24 tháng 12 năm 2010. À, nó khác với cái bản cũ rồi nè. Nó lên được cái bản mới rồi. Đó. Thì à, bây giờ có nghĩa là cái máy của mình đã chạy cái bản BIOS mới. Thì với cái cách làm này các bạn sẽ có thể là... À, sử dụng thêm được những cái chức năng mới của nhà sản xuất để người ta muốn nâng cấp cho cái men của người ta đó cái thứ hai nữa là các bạn có thể sửa lỗi được một số cái lỗi của BIOS gây ra ha đó thì qua cách mà update BIOS này các bạn sẽ sửa lỗi được những cái lỗi đó rồi thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây ha rất cảm ơn các bạn đã theo dõi à, nếu như các bạn thấy cái video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhá cũng như là À, nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình và để nhận được những video chia sẻ khác từ kênh của mình nhé Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo nhé Xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé Cũng như là nhấn nút đăng ký Kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công